Trong khi đó thì Phố Hiến đang kém đội đầu bảng Công an Nhân dân 2 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Phía trên họ là Quảng Nam và Khánh Hòa, những người đang có nhiều hơn Phố Hiến 1 điểm. Trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ Phú Thọ chủ nhà trong bộ trang phục màu trắng sẽ là những người bảo vệ khung thành bên phải màn hình của các bạn. Trong khi đó thì Phố Hiến với bộ trang phục màu đỏ sẽ là những người bảo vệ khung thành bên trái. Nhàn đường chuyền không tốt của Thanh Nhàn, cơ hội dành cho cầu thủ Phú Đô, không có lỗi bên bi, người đã có bóng là Hồ Ngọc Thắng, dứt điểm không vào. Một cơ hội tốt dành cho cầu thủ Phú Thọ, một đường chuyền sai trong tình huống vừa rồi đã khiến cho cầu thủ Phố Hiến phải đón nhận một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hồ Ngọc Thắng đã quyết định dứt điểm ngay. Đường chuyền bằng má ngoài của Văn Vinh là khá hay, Ngọc Thắng giữ lại. Bóng lành vẫn có thể đi thêm một nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm. Nhưng đội trưởng của và dội bóng đầy tốc độ của Văn Trưởng. Đánh đầu không vào. Một cơ hội tốt dành cho Phố Hiến. Các hậu vệ của Phú Thọ cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang trong tình huống này, nhưng tổ trọng tài thì không nghĩ vậy. Cú đánh đầu có lẽ là của Huỳnh Công Đến. Nỗ lực đi bóng và tạt bóng của Văn Trưởng và Huỳnh Công Đến đã có được một vị trí thuận lợi ở phía trong. Đánh đầu không vào. Pha cản phá tuyệt vời của thủ môn đội chủ nhà. Tỷ số 1-0. Như Khánh Hòa có được chiến thắng thì họ sẽ có được vị trí dẫn đầu sau vòng đấu này. Một sai lầm của hàng phòng ngự Phú Thọ và đã phải trả giá quá đắt. Chắc chắn là thủ môn Nhật Trường sẽ cảm thấy tiếc nuối với tình huống này. Bàn thắng đã tới với Phố Hiến. Một chút may mắn đã giúp cho cầu thủ đối khách vươn lên. Thực sự tiếc cho Nhật Trường, trước đó anh vừa có một tình huống cản phá ấn tượng. Phút thứ 29 của trận đấu, Phố Hiến vươn lên dẫn trước. Thực sự là đáng tiếc cho Nhật Trường với một sai lầm trong tình huống vừa rồi. Thanh Nhàn là người đã lập công. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Sai lầm sơ đẳng của thủ môn Nhật Trường. Có lẽ là các đồng đội cũng không thể nghĩ rằng anh lại có thể để bóng trôi qua trong tình huống này. Quá khó để tưởng tượng ra điều đó. Thanh Nhàn đã có được bàn thắng thứ 10. Cơ hội giải thủ Phố Hiến. Nguy hiểm. Vẫn còn, bóng không đi vào lưới. Tiếp tục là thủ Phú Hiến. Chơi.
Nguy hiểm. Hồ Ngọc Thắng không vào. Quá đáng tiếc cho đội Phú Thọ. Phía khách Phú Yên, hãy cùng xem lại pha bóng này. Quá tiếc. Tình huống tranh chấp đã giúp cho Hồ Ngọc Thắng có bóng và đối mặt với thủ môn của Phú Yên. Nhưng anh lại không thành công với cú dứt điểm của mình. Bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn đối phương. Dứt điểm. Khá nguy hiểm. Thủ môn của Phú Yên đã không thể bắt sinh bóng trong tình huống vừa rồi. Đường chuyền ra tay. Không vào. Quá đáng tiếc cho Phú Yên. Một tình huống dàn xếp tấn công tốt của đội khách. Rất bất ngờ, Huỳnh Công Điến trả bóng lại cho Hoàn Toàn. Thực tế thì Công Điến hoàn toàn có thể dứt điểm cho pha bóng này. Khung thành đã rộng mở với trước rồi, nhưng anh chơi đồng đội chuyền bóng lại. Hoàn Toàn cũng có một cái tư thế tương đối thuận lợi để dứt điểm. Bây giờ là thời cơ dành cho thủ Phú Yên. 4-2, 4-2 xem họ làm gì đây. Huỳnh Công đến. Anh Quân. Bàn thắng đã tới với thủ Phú Yên. Mặc dù người chạm bóng cuối cùng là một cầu thủ áo trắng. Bây giờ thì có lẽ là mọi thứ đã ngã ngu. Rất khó để Phú Thọ có thể giật ngược những gì đang diễn ra trên sân. Lê Hải Đức là cầu thủ đã đốt lưới nhà. Cầu thủ mang áo số 26 của cầu thủ Phú Thọ đã phản lưới nhà. Chỉ số trận đấu hiện tại Phú Yên 2, cầu thủ Phú Thọ 0. Một tình huống phản công của Phú Yên và Phú Thọ đã quá mỏng người ở phía dưới. Võ Anh Quân là người đã tung ra tình huống căn ngang. Bây giờ thì có thể nói rằng 3 điểm đã nằm một nửa trong tay của cầu thủ Phú Yên rồi. Cơ hội dành cho Phú Yên. Phú Thọ lúc này thì chỉ còn 10 người trên sân thôi. Hàng thủ họ đang mong manh hơn. Quá dễ dàng. Bàn thắng thứ 3 đã tới với Phú Yên. Và nó cũng là dấu chấm hết dành cho cầu thủ Phú Thọ ngày hôm nay. Nguyễn Anh Tuấn, cầu thủ đã lập công. Anh Tuấn chính là người vừa phải rời sân bằng cán trước đó sau tình huống phạm lỗi của Hải Đức. Một trong những cầu thủ đã tung vào sân trong hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Trung đã ghi bàn. Bây giờ thì tỷ số là 3-0 và có lẽ là cầu thủ đôi bên chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc mà thôi, không thể thay đổi được gì nữa về mặt điểm số sau trận đấu này. Có chăng sẽ là bàn thắng danh dự cho Phú Thọ mà thôi. 4 phút bù giờ cũng đã qua rồi. Như vậy là bàn thắng đã tới với cầu thủ Phú Thọ. Đúng là một bàn thắng danh dự đã tới với đội chủ nhà. Có lẽ đội trưởng Hồ Ngọc Thắng đã ghi bàn. Chúng ta cùng xem tình huống ghi bàn diễn ra khá nhanh và chúng ta vẫn chưa quan sát được toàn bộ diễn biến của nó. Nhưng trọng tài, trợ lý trọng tài vẫn đang có những trao đổi với trọng tài chính về tình huống này. Và hãy cùng xem đó có phải bàn thắng không. Như vậy là trọng tài chính không công nhận tình huống đưa bóng vào lưới vừa rồi của cầu thủ Phú Thọ. Thực tế chúng ta cũng không quan sát được pha bóng diễn ra như thế nào. Chiếc thẻ vàng sẽ được rút ra dành cho phản ứng của Hồ Ngọc Thắng.
chia thẻ vàng được rút ra dành cho thủ quân của Phú Thọ. Đó là tình huống mà Hồ Ngọc Thắng đã rơi vào thế việt vị. Thực tế là trọng tài viên cũng đã căng cờ rất sớm.